Không nghĩ là mình được quan tâm nhiều như vậy. Tại vì đến bệnh viện 1,5 cũng là cái duyên, tại vì đầu không có nghĩ là điều trị ở đây. Vì bảo hiểm rồi đi khám cũng là bảo hiểm và tới những bệnh viện khác. Mình đi vào đây là bởi vì lý do đầu tiên chọn là mình chỉ đi khám, nhưng mà bác sĩ quá tận tình quan tâm trong khi biết mình muốn tới bệnh viện này, nên là để mới chọn đây. Cái này nói là cảm ơn bây giờ thì nó là rất là nhiều, và tôi chỉ biết là tôi sẽ ghi nhận nó đến chết cũng được, để trong tim, và sẽ cố gắng đến khi nào mà không còn khả năng được. Tại vì mỗi việc cũng cố gắng ngày, không phải tôi nghĩ cho Phương, cũng phải nghĩ đến cái cho nó vì nó, mà không phải vì những người đã bị Phương cho thế ngày hôm nay, nhưng mà không được nói từ chết.